Giờ chú cho tôi chọn 1 tỷ đồng hoặc một tờ giấy khai sinh cho cháu. Tôi xin nhận tờ giấy khai sinh, còn trả lại chú 1 tỷ đồng. Đó là lời quả quyết của bà Đặng Thị Bình khi được anh cán bộ phường hỏi giờ hai bà cháu cần nhất thứ gì sau nhiều lần đi làm giấy khai sinh thất bại cho Hoàng Huyền Thương, cô bé con của người lạ được bà Bình nuôi dưỡng nhiều năm. Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của Đình Vũ. Cuộc sống này quả thực là kỳ diệu khi những câu chuyện cổ tích ngoài đời thực luôn hiện hữu xung quanh chúng ta. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện như thế về một bà lão ở Hưng Yên với 19 năm nuôi bé gái bị bỏ rơi, một đời thương con người lạ. Câu chuyện bắt đầu vào 19 năm trước khi bà Đặng Thị Bình lúc đó đã 52 tuổi, có hoàn cảnh cuộc sống khá khó khăn khi chồng mất sớm, một mình nuôi hai con gái, làm nhiều công việc khác nhau để kiếm sống. Năm đó, bà rời quê lên khu vực Long Biên, Hà Nội làm nghề trông trẻ. Bà nhận trông trẻ bán trú với mức lương 300.000 đồng một tháng cho một bé, nhưng với bé Thương, bà nhận lương 1 triệu đồng một tháng bởi phải trông cả ngày lẫn đêm. Bé Thương sinh ngày 3 tháng 9 năm 2003, ngày 8 tháng 1 năm 2004, mẹ cháu đem con đến gửi tôi trông. Lúc đó, cháu mới được 4 tháng 5 ngày tuổi. Bà vẫn còn nhớ rõ từng mốc thời gian liên quan đến bé Thương. Chăm Thương từ lúc 4 tháng tuổi, lúc đó con vẫn nhỏ xíu trên bàn tay của bà. Hàng ngày chỉ có bà với Thương bên nhau. Bà cho Thương uống sữa, hát những bài hát ru cho Thương ngủ. Vì mẹ cháu 3 ngày mới về thăm con một lần và sẽ mang theo sữa, quà bánh cho hai bà cháu. Lúc đó, bà Bình ở bên Thương với nhiệm vụ của một người trông trẻ. Nhưng tấm lòng yêu mến trẻ con có lẽ đã luôn ở trong tâm bà rồi. Đến ngày 22 tháng 2 năm 2005, khi Thương vừa tròn 17 tháng tuổi, bà Bình mất liên lạc với mẹ bé. Tìm về chỗ trọ hỏi han, bà biết người mẹ ấy đã bỏ đi. Lúc đầu bà chỉ nghĩ rằng mẹ của Thương đi làm xa hoặc vướng mắc chuyện gì nên không về gặp con. Nhưng không ai ngờ rằng lần trông trẻ này của bà đến nay đã dài 19 năm. Chăm Thương từ lúc 4 tháng tuổi, cả ngày lẫn đêm, tôi không thấy vất vả. Nhưng từ lúc mẹ cháu bỏ đi, tôi lại thấy cơ cực, hoang mang và thương cháu vô cùng. Đến khi Thương 3 tuổi, tôi mới xác định đứa trẻ này từ nay là máu mủ ruột thịt của mình. Bà Bình chia sẻ thêm. Cuộc đời của cô bé Hoàng Huyền Thương đã thay đổi từ khi mẹ bỏ rơi mình. Với đứa trẻ mới chỉ hơn 1 tuổi, còn khát sữa mẹ, thèm hơi ấm của mẹ, việc thiếu đi bàn tay chăm sóc của mẹ đã là một thiệt thòi. Giờ đây, mẹ bỏ đi mà chẳng biết lý do là gì. Một đứa trẻ không có chỗ dựa sẽ lênh đênh như thuyền trôi giữa dòng, chẳng biết đi đâu, về đâu. Nếu là một người khác không phải bà Bình, có lẽ Thương đã được gửi vào trại trẻ mồ côi hoặc được ai đó nhận nuôi. Nhưng bà Bình đã không làm thế. Bà đã để Thương ở lại bên cạnh mình. Bà tâm niệm Thương ở với bà dù không đủ đầy về vật chất nhưng luôn đầy ắp tình yêu thương. Bà nhớ những ngày đạp xe chở cháu đi tìm mẹ và cả những đêm vật lộn vì cháu khát sữa. Những ký ức đó giống như một cuộn phim chạy trong đầu bà, tua đến đâu rõ nét đến đấy. Vừa chăm con vừa nuôi cháu, bà Bình làm đủ nghề. Bà nhận trông trẻ, dọn nhà thuê, đi nhặt rác. Công việc vất vả đến mấy bà cũng không nề hà. May mắn sức khỏe của bà được ông trời thương. Những năm tháng đó bà khỏe mạnh. Thương cũng trộm vía lớn lên từng ngày mà chẳng mấy khi mất viên thuốc nào. Năm Thương sắp vào lớp 1, bà Bình nghe người ta nói phong phanh về nơi ở của mẹ Thương. Trên chiếc xe đạp cũ kỹ, bà lại chở Thương đi tìm mẹ như nhiều lần trước. Hôm đó, hai bà cháu một lần nữa hụt hẫng. Nhìn bé gái tóc thắt bím hai bên phải lóc cóc theo bà đi tìm mẹ, bà Bình khóc. Kể từ nay, đừng ai bảo tôi đi tìm mẹ nó, giờ nó là con tôi. Cũng năm ấy, bà Bình chạy đôn chạy đáo đi làm giấy khai sinh cho cháu. Bà nhiều lần ra phường xin làm giấy khai sinh cho cháu nhưng không được. Một ngày, có cán bộ gọi bà vào phòng hỏi giờ hai bà cháu cần nhất thứ gì. Bà quả quyết. Giờ chú cho tôi chọn 1 tỷ đồng hoặc một tờ giấy khai sinh cho cháu. Tôi xin nhận tờ giấy khai sinh, còn trả lại chú 1 tỷ đồng. Sau đó ít lâu, bà nhận được giấy khai sinh của Thương và bà gọi đó là tờ giấy 1 tỷ đồng. Hai người con gái của bà Bình không chỉ ủng hộ việc thiện của mẹ mà còn coi Thương như con ruột của họ. Từ lâu, Thương đã gọi hai con gái của bà Bình là mẹ và gọi hai người con rể là bố. Năm 2012, bà Bình đưa Thương chuyển về sống ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, ngay gần nhà người con gái thứ hai của bà. Có những thời điểm, bà nuôi và chăm sóc cả Thương lẫn cháu ngoại. Bà nói nhỏ, dẫu là thế, tôi vẫn thấy thương con bé nhiều hơn. Bởi mấy đứa cháu ở với tôi ban ngày, tôi lại về quây quần với bố mẹ. Còn Thương thì chỉ có tôi. Đôi lúc thấy nó bơ vơ, tôi thương rớt nước mắt. Càng như vậy, bà lại càng cảm thấy may mắn khi Thương được các con gái của bà yêu quý. Bằng tình yêu và sự chăm sóc chu đáo của bà Bình, Thương giờ đã trở thành cô gái xinh đẹp, chững chạc. Thương hiện là sinh viên năm cuối ngành sư phạm toán, trường Đại học Sư phạm 2. Thương hay nói, sau này ra trường lấy chồng, cháu sợ đón bà về ở cùng với cháu. Bà Bình nói đùa, cháu phải nuôi con, làm sao nuôi được bà. Thương quả quyết, không nuôi được cháu cũng phải nuôi. Dịp sinh nhật năm ngoái, bà Bình bất ngờ được Thương chuyển khoản biếu 10 triệu đồng. Đó là số tiền Thương tích góp được trong nhiều năm, từ tiền hỗ trợ học tập của nhà trường và tiền của một vài nhà hảo tâm giúp đỡ. Bà hạnh phúc trước tấm lòng thơm thả của cháu, nhưng không dùng đến số tiền đó mà lặng lẽ cất đi. Bà nói sẽ chờ ngày làm của hồi môn cho cháu gái. Ông Cao Ngọc Thường, trưởng thôn Ngọc Loan, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên cho hay, câu chuyện bà Đặng Thị Bình nhận nuôi đứa trẻ bị bỏ rơi được đông đảo người dân trong làng biết đến. Bà Bình về đây sống từ năm 2012, hơn 10 năm qua, bà Bình vừa trông trẻ thuê, vừa làm các công việc khác để kiếm tiền nuôi cháu. Hai bà cháu gắn bó với nhau như ruột thịt, tình cảm đó khiến nhiều người cảm động. Trong khu dân cư, bà Bình sống chan hòa, được mọi người yêu quý. Nhắc đến công ơn nuôi nấng, chăm sóc và tình cảm bà dành cho mình, Huyền Thương xúc động chia sẻ, bà thương em lắm, đối xử rất tốt với em. Đến giờ, mỗi cuối tuần em về quê thăm bà vẫn chuẩn bị cho em chút đồ ăn, mang lên trường, rồi dặn dò em đủ thứ. Em chỉ mong bà sống thật lâu để em có thể phụng dưỡng công lao bao nhiêu năm qua bà dành cho em. Có lẽ với cô bé Huyền Thương, việc mẹ bỏ rơi em sẽ là một vết thương sâu thẳm trong tim. Nhưng niềm an ủi của em là được bà Bình nhận nuôi, chăm sóc và yêu thương như con của mình sẽ là động lực để em sống tốt hơn mỗi ngày, sẽ phần nào xoa dịu được những tổn thương trong lòng em. Công sinh thành không bằng công dưỡng dục, dù chẳng phải ruột thịt nhưng lại đối xử với em hơn cả chữ tình thân. Dáng bà liêu xiêu đổ bóng trong những trưa hè, hình ảnh bà cầm chiếc nón mê, phe phẩy quạt, gương mặt đầy mồ hôi sẽ là hình ảnh theo Thương đi suốt cuộc đời. Vấn đề trẻ em bị bỏ rơi đã và đang là vấn đề đáng báo động. Theo thống kê, số trẻ em bị bỏ rơi gia tăng với số lượng ngày càng lớn. Trong các năm từ năm 2016 đến năm 2018, số lượng trẻ em bị bỏ rơi lên tới 469.869 trẻ. Điều đáng nói, con số này có xu hướng tăng theo từng năm. Phân tích về nguyên nhân của tình trạng này, ông Nguyễn Trọng An, nguyên phó cục trưởng Cục Bảo vệ trẻ em cho rằng, vấn đề trẻ em bị bỏ rơi đang trở thành vấn đề xã hội bức xúc. Hoàn cảnh sống khó khăn, nhận thức không đầy đủ là nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc trẻ em bị tách ra khỏi gia đình, hoặc người dân chưa cảm thông và chia sẻ với các bà mẹ đơn thân là một trong những yếu tố dẫn tới việc bỏ rơi con cái. Nhiều bà mẹ đơn thân không có đủ khả năng tài chính để chăm sóc trẻ nên buộc họ phải chọn giải pháp xa rời con đẻ. Ngoài ra, việc thiếu hiểu biết về sức khỏe sinh sản đã làm gia tăng hiện tượng có thai ngoài ý muốn từ những cô gái trẻ chưa kết hôn. Luật hôn nhân và gia đình, luật trẻ em và các nghị định xử phạt vi phạm hành chính, những vi phạm liên quan đến gia đình và trẻ em đều có đề cập đến nghĩa vụ thương yêu, trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp con cái của cha mẹ, cũng như chế tài xử phạt cụ thể nếu cha mẹ cố ý bỏ rơi trẻ em ở nơi công cộng, bỏ mặc hoặc ép buộc trẻ không sống cùng gia đình, bỏ mặc trẻ em tự sinh sống. Người mẹ vứt bỏ con sẽ bị xử phạt hành chính theo điều 22 Nghị định 144/2013, Nghị định Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Cụ thể sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với các hành vi bỏ hoặc không chăm sóc, nuôi dưỡng con sau khi sinh, cố ý bỏ rơi trẻ em ở nơi công cộng, bỏ mặc hoặc ép buộc trẻ em không sống cùng gia đình, bỏ mặc trẻ em tự sinh sống. Tuy nhiên, người mẹ vứt con mới đẻ còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 124 Bộ luật hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 7 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ tử vong thì bị phạt cải tạo không giam giữ lên đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Việc mẹ vứt bỏ con không còn là chuyện hiếm, khiến dư luận bức xúc, phẫn nộ. Thực trạng đáng báo động này cho thấy sự xuống cấp nghiêm trọng về chuẩn mực đạo đức. Ngoài ra, đó là hành vi trực tiếp xâm phạm quyền sống của con người, xâm phạm quyền trẻ em, quyền đã và đang được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt. Vì vậy, để bảo vệ quyền của trẻ, các ban ngành đoàn thể với trách nhiệm và phạm vi quản lý của mình cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để ngăn chặn cũng như đẩy lùi thực trạng đau lòng này. Ngoài ra, rất cần sự tuyên truyền, giáo dục ngay từ trong nhà trường để các em có kiến thức, có hiểu biết về sức khỏe sinh sản để tránh được những sự cố ngoài ý muốn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Đình Vũ. Đừng quên sub kênh để xem những video mới nhất.